Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình xin test cái game PUBG Mobile trên ở Việt Nam cho anh em xem. Thì cái phiên bản này là mới phát hành hôm qua hôm kia gì đấy thôi. Đấy thì là phiên bản rất là mới luôn. Tên là PUBG Mobile Việt Nam luôn. Đấy anh em thấy nha. Đây là PUBG, một bản quốc tế, một bản Việt Nam. Thì mình sẽ vào bản Việt Nam luôn. Bản này của VR Game phát hành nha anh em. VR Game phát hành thì không biết đâu hút bảo không. Mình quay đọc cái điện thoại ra cho anh em dễ nhìn. Đấy, con chuột trỏ màu vàng nó hiện lên rồi. Để một chút nó vào game nha anh em. Đã vào game rồi. Thì kết nối nó cũng rất đơn giản thôi. Chơi quá 180 phút này, một ngày ảnh hưởng đến sức khỏe, hãy chặn nó việt hóa luôn cho chúng ta luôn đấy. Đấy thì mình sẽ mở to lượng này nha. Đấy anh em về chưa? Thì phím việc các thứ mình cũng đã mát khá là ok rồi. Đây thì cái bản này nó vừa mới ra thôi, nên là nó chưa có phím thì các bạn sẽ phải tự mát cho mình nha. Thì mát phím cũng rất đơn giản thôi. Đấy thì anh em vào cái phần này này. Cái phần mà hình vuông vuông này. Đấy rồi cái phần hình vuông vuông nha. Anh em vào cái phần link pan này, anh em vào cái layout 2 đấy thì nó sẽ có các phím cho anh em kéo à, con chuột giữa này, tìm dấu hỏi này, anh em kéo dấu hỏi ra, anh em ấn chữ A thì nó sẽ thành chữ A này. Cả cái phím xoay cho các thứ linh tinh, một đấu phím ra thì anh em thích mắt phím thế nào cũng được nha. Ở đây thì mình đã mắc rồi, thì mình sẽ không mắc lại nữa. Anh em đợi nghiên cứu một chút thôi là nó ra nha. Ok, thì ở đây nó có cả phần hiện ẩn phím này, có phím tắt nhá. Anh em ẩn phím F12 này, là nó sẽ hiện lên cái mắt phím cho anh em, ẩn luôn F12 sẽ ẩn đi. F11 thì nó sẽ tắt cái phím hiện ở trên màn hình này. F11 khác nó lại hiện lên này. Đấy. Còn anh em muốn ẩn cái icon này này. Anh em muốn ẩn cái icon mà game show này để anh em livestream hay làm cái gì đó thì nó rất dễ thôi. Anh em bấm F10 cho mình. Đấy, nó sẽ ẩn nhá. Đây mình vừa mới mở ra. Anh em nhớ phải update cái phiên bản mới nhất cho mình. Ấn F10 cái này. Đấy, đây hiện lên F10 cái lại mất. Đấy thì anh em có thể livestream thoải mái nhá. Nhưng mà livestream mà hiện chuột ra thì nó hơi xấu ấy. Thôi anh em cứ ẩn đi cho mình. Cho nó đỡ người bắt vào dùng đến thì lại hiện ra không anh em bạn F12 này. Đấy, F12 tắt này. Đấy, nó cũng rất là đơn giản thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào làm một trận solo. Trận solo map vui vẻ cho anh em xem. Đấy, server cho bà luôn. Không biết anh nhiều anh em bảo là binh nó ổn định hơn, mình cũng không biết binh nó có ổn định hơn không. Thì mình sẽ test luôn cho anh em xem nha. Xem liệu chơi nó có ổn định so có khác gì nhiều so với bạn quốc tế không. Cho cái nút bạn nó to ra luôn. Hello, qua Việt Nam không? Cho phép này. Việt Nam. Ơi, có Việt Nam này. Có Việt Nam đây. Có hết quần áo đây nha, làm tẹt lắm anh em ơi. Được. Ông có hết quần áo ra đúng không? Được. Ờ, cái quần áo nha. Phải cởi chuông. Đúng rồi, Việt Nam phải cởi chuông. Cởi chân để thua luôn. Đâu này, nhảy đâu. Tô cun cũng được. Tô cun nha. Ok. Cởi hết quần áo ra nha. Ok. Thế nhá. Thế nhá, không bắn nhau nhá, đi bắt nhá. Sakun nằm mất đây, Sakun nằm mà mu. Sakun cứ nhảy Sakun hoặc là tí thuốc xá Sakun đợi chuông hết ra. Ok. Nhớ chưa? Nhớ. Việt Nam là phải ăn lông alo. Ôi còn đá đấy nè. Yes. Nhảy đi. Đấy là gì tê bắp anh em ơi. Suốt ngày gặp mấy thanh niên tê bắp này buồn cười cái. Mình nhảy Sakun nha. Anh ta biết dùng con lành cành đào anh em được chưa? Đấy. Con lành cành đào luôn. Đảm bảo ngon luôn anh em. Bộ này chơi rất là mượt. Trên cả iOS và Android luôn. Mình sẽ nhảy xuống và cởi quần áo ra anh em. Việt Nam ơi. Ê Việt Nam. Đấy. Việt Nam ơi. Việt Nam. Việt Nam. Ok, không bắn nhau nhá. Đâu ấy, thằng nào bắn đâu ra? Việt Nam ơi. Có anh em nào Việt Nam không? Đây, không bắn nhau nhá. Ông đâu rồi? Ê.
Thằng nào bắn tao vậy? Tôi không bắn nha, thằng nào bắn ông đấy. Quay người Việt Nam không? Mình này nó bắn. Tiếp theo anh em ạ. Đây còn chưa lút này. Không có cái mũ nào luôn này, buồn thế ha. Mình chỉnh cái chuột nhá. Không không có người nói nha, lộ em đi mất quân sự. Ê, Việt Nam ơi, đâu hết rồi? Anh em Việt Nam đâu hết rồi nhỉ? Việt Nam ơi. Việt Nam. Việt Nam ơi. Đây là bạn á. Chà chà. Hay quá hay quá. Thằng này là thằng gì à? Hay đấy. Bắt đầu luôn anh em ạ. Giật bắt đầu luôn. Ok anh em thấy nhá. Chơi rất là ngon này, ngày nào luôn. Đấy thì mình không gọi là mình không đeo tai nghe nên là bắn nó hơi khó tí. Đấy anh em thấy nhá. Chơi bản Việt Nam rất là ngon luôn. Không có một chút vấn đề gì cả. Chơi rất là ngon lành và mượt luôn. Anh em đừng có thấy cái bộ này giá rẻ mà chơi không ngon nha. Bộ này giá rẻ nhưng mà của game sơ chơi rất là ngon lành luôn. Không có một chút vấn đề gì cả. Đấy, anh em thấy nhá, rất là ngon lành luôn. Ok, anh em nào quan tâm sản phẩm này của STY thì anh em để cái số điện thoại đứng ở bên trái màn hình này. Đấy, số điện thoại Facebook, Zalo đấy thì anh em liên hệ trên đấy. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em gọi là cài đặt chơi game và hỗ trợ bảo hành anh em 6 tháng một đổi một nếu lúc ở xuân là sản xuất và hỗ trợ anh em cài đặt game trọn đời luôn. Và anh em nào gặp mấy cái lỗi như kiểu là ban ác này hay là mấy cái lỗi kiểu như thể là không chơi được, không cài đặt được hay là vấn đề gì thì bên mình fix được hết rồi nha. Cả ban ác thì bên mình cũng fix được rồi. Thì có cách ban ác mới của bên mình thì rất là nhiều anh em chơi rất là ngon rồi. Đấy thì anh em cứ liên hệ với mình thì bên mình sẽ tư vấn cho một cái bộ là phù hợp với túi tiền của anh em nhé. Đấy. Anh em có 1 triệu thì sẽ có bộ 1 triệu, anh em có 2 triệu thì sẽ có bộ 2 triệu cho anh em. Đấy, anh em có bao tiền thì sẽ có từng ý bộ phù hợp với nhu cầu của anh em. Thì mình đảm bảo tất cả các bộ chơi rất là ngon luôn, rất là ok luôn, không có một chút vấn đề gì cả. Đấy, thì anh em thấy nha, đây là nick của mình, nick chính luôn. Nick chính luôn, mình chơi thẳng nick chính chứ không phải là chơi nick phụ, nick viết, nick vớ vẩn đâu. Đấy, hiện icon ra cho anh em xem luôn, xong anh em lại bảo là không phải của game sơ. Đấy, thấy chưa, chơi rất là ngon này luôn. Ok, cảm ơn anh em nha. Anh em đừng quên like, share và subscribe và nhấn cái chuông để ủng hộ kênh của FT3. Anh em nhớ nha, và nhớ chia sẻ cái video này để nhiều anh em biết tới hơn. Để anh em nào mà chơi tay không mà khó quá thì anh em liên hệ với mình sẽ tư vấn cho anh em. Bộ hay em có một team gì đấy thì muốn mua phụ kiện để chơi thì liên hệ với mình, bên mình lại tư vấn cho một team chơi luôn, rất là ngon này ngày nào luôn. Ok, cảm ơn anh em nha, chào anh em, bye bye nha.